Tú nó đang làm mấy vàng quả thiêu nha nè. Nguyên cái máng lên luôn. Mày nha. Quên cái lộn, cái xỉ lộn là anh em là cái chai nha. Tôi nói lộn cái này cái bờ luôn. Đó, thằng nào nè. Không bỏ rồi nè. Không bỏ. Nghe vậy gần á. Ngay cổ luôn anh nè, máu nhiều quá. Ok nha, quá đẹp. Đây nè, đây nè. Đây nè. Ê, ê. Còn mẹ hả? Không trời. Ê từ từ nha. Từ đủ mắt. Mình đâu? Mình chạm phí nữa sao lấy kìa. Xô cái tường ra cái lấy. Ê, rồi cái gì? Về chọt 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 đi, chọt chói chạy về bên kia đi. Sao chọt được? Qua anh kia đi. Đâu thấy không? Thấy rồi. Đây, đây nè. Kìa. Nên cái mặt nó không kìa. Chú chú chú. Chạy qua bên kia để em chọt vô mặt đó. Đợi đợi anh coi. Một người viên luôn đi. Không, chỉ viên lấy không được. Nè, nè. Sẽ lấy được. À, sẽ lấy được, đủ má đập tường mà. Nè nè. Để đập, lấy giò đạp xuống thôi. Lấy giò đạp xuống. Tao đang đạp. Nhớ vô kỹ nha. À, nè. Nè, đừng có bắn. Rồi, một viên. Thì không dễ chờ. Một viên rồi. Một viên kéo. Một viên này. Rồi, thấy cái này. Rồi, thấy là để im trên đây nè, tao bắn xuống nè. Đi, đúng là má kiến cắn quá à. Im nè. Chưa chết, chưa chết. Nè ra. À, đủ má đạp cái ổ kiếm rồi. Rồi đó đó mới chết á. Chết chưa? Chết ốc, đâu rồi, chết. Ốc đầu. Chưa. Ê, ê, đi ra, đi ra coi. Không, không. Ti, 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 ti. Vậy chết rồi mà nói gì vậy? Còn bé nè. Rồi vô đầu luôn rồi đó. Vô đầu luôn anh nội. Trời đủ má. Rồi xô bức tường ra. Đập tường, đập tường. Đau quá à. Làm gì đâu. Bắt đầu đập tường đi. Mà thấy tới đây gỗ ghèn mà sao mà mất. Nó chưa chết mày ơi, nó vẫn còn. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chưa, 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 chưa. Chưa. Đâu, 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 đâu. Còn nó đang còn thở kìa. Đây, đây, đây. Ui, lấy cây móc nó ra, khều khều ra. Nó sắp chết rồi. Cây khều kìa. Này, cầm đi, cầm đi. Để cái xin khều ra. Này, bỏ. À. Từ từ đi. Đứng né ra đi ông, vô mặt cái vợ. Dội á. Gỗ ghèn nó thấy tới đây rồi. Đó. Đó. Quá từ tái luôn. Chui trong lỗ kẹt nha nè. Giờ lấy ra được rồi nè. Kiến cắn đau quá à. Chạy. Chết rồi. Nhìn chi nè. Quá bự nha anh em. Muốn lâu rồi mắt luôn. Mắt kiểu ấy coi. Đó. Nó mà ảo rồi. Quá tuyệt vời. Con đầu tiên của bốn anh em thôi nha. Ôi, anh lên đầu. Tiếc vậy, tiếc vậy.
ba mình hàng nhỏ. Đéo biết được hay không bay nè. Cà cù. Được. Được. Lỡ thêm cô rồi đó. Đứng lại xuống. Qua bắn khét kìa. Thôi, bữa giờ nó đâu có đi bắn sóc đâu mà, nó bắn cu luôn rồi. Đi hạng cu ở bên đó nha anh em. Dứt hiệp. Đứng quay coi mẫu. Tao biết quay chưa nữa kìa. Hay lắm. Mà tao biết quay chưa nữa kìa. Hay lắm. Mà quá đẹp, quá đẹp. Ai đồ, ai đồ. Vô đi, nhảy vô đi. Anh thấy nó đang đi bộ anh, nó mới trúng cánh kìa, đang lủi kìa. Rồi xong luôn. Năm chục. Hiệp hả? Ừ. Quá dữ. Nói vậy thôi chứ có quay đàng hoàng nha, chứ không phải không quay đâu nha. Rồi tiếp tục nha anh em, bỏ vỏ đi. Đó, sắp gà, sắp gà nha. Ra kìa. Ra kìa. Tôi không tắt luôn kìa. Không tắt cái gì, chút bông, chút bông, báo. Sốc, sốc bông, im. Cháy, đợi, im. Một viên nữa. Một viên. Xong luôn. Ê đồ bắt nó lặn à, nó lặn anh em ơi, nó lặn à. Không lặn đâu. Không lặn. Thôi thôi thằng ông nội. Tìm nó bự nó thôi mà. Đủ mẹ, đứa nào hả? Mày lại mày lấy hồ tao cái coi. Nó tưng á. Đạn nó tưng lên á. Lại đây lấy hồ cái. Má. Đạn nó tưng dữ lắm đó thằng ông nội. Đây nè, đây 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 đây. Cho bên kia kìa, kia kìa. Đi rồi. Cục bắn. Má. Rồi, vô đâu? Thằng đủ má vậy quế không? Má hồi chìm nữa. Trời ơi, cái này thì làm ổ với em này. Đâu, đâu qua đây coi. Tóc tơ. Ok nha anh em. Bắn chào một mép luôn. Xíu tưởng xúc đắc luôn. Không xúc bông mà. Chúng đâu mà ngại đâu. Viên trên kia xuống hết xuống đi. Xe để anh quay đầu xe. Sát quá vậy? Ở đây nè. Nè. Ôi, bắn đâu vậy? Con. Mất cảm giác luôn. Con. À! Con. Thông đích nó luôn. Thông đích nó luôn. Con. Nó. Hai con bạn. Con gà đứng kìa. Đứng thấy không? Đứng chạng nè. Thấy không? Em bay. Quất. Nhức đầu quá, nó kêu quá. Được. Mình hạ con phi hạ con nha anh nè. Hay lắm Huy ơi. Hay lắm Huy ơi. Có gãy cánh. Chạy lại gãy cánh, gãy cánh. Đại cánh ra đi. Bay nói bay. Huy đẩy hai con nha anh em. Mình đẩy con. Rồi. Má đâu. Huy đẩy hai con nha anh em. Mình đẩy con. Ba con. Rồi.
tiếp tục, let's go anh em, trọ cả. Đây, 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 bên đây nè, con lô. Kìa kìa, con lô kìa, chặn đường. Xuống, 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 rồi, đứng yên. Rồi. Rồi. Không nghe. Mẫu đủ 2 viên rồi đó. Vui hiểu không em? Nã đâu? Ké hồi, ké hồi. Ké đầy cũng ké hết. Thôi, cái độ hình này thì em nào sống nổi anh em. Bốn em đi trước, chứ em đi sau, chứ còn em mà đang trực xe nữa là 6 em. Rồi, con thứ ba nha anh em. Đi, đi, đi. Rồi, rồi. Xả đi em. Rồi, xả, xả đi. Xả đi. Rồi, anh em mình bữa nay đi tranh thủ nghỉ sớm nha anh em. Để mình... hôm nay mình có chuyến với mấy anh em bên Trân Thạnh nè. Như có... mày vợ cô Tú nè, Tú đang đi lấy củi nè, chỗ này ngồi là hơi tuyệt vời nha anh em. Rồi anh em đâu rồi, vô giờ mình làm tiết mục nhỏ lông nha anh em, chút nữa mình sẽ nướng sinh tồn với mấy anh em luôn. À, Hiệp anh trai đang kéo củi nè. Thôi con nợ vô đây, bên kia Ti nha. Này Tú nó đang làm mấy vàng quả thiêu nha anh em. Ăn vô phần mềm. Em bỏ ít lá. Rồi nổi lửa lên rồi. Đây rồi. Đó cái dầu. Trời ơi, chơi cái gì vậy? Cái dầu rồi vô dầu luôn. Đâu vô cái đi. Nè uống trước đi. Cầm mì uống trước luôn đi. Ủ quế đây, xím xì đây. Mời anh em nha, bây giờ mình tới cái tiếp mục là lấm. Lấm, lấm. Nhưng mà chưa có mồi nha, giờ tôi đưa mồi qua nha. Mày mồi quá trời nè, cần gì? Vì em ăn cái đó đi nha. Bia nha. Rồi, vô. Vô. Má cắn miếng đây, nào cắn miếng đây. Đã. Thứ. Tiếp mục lên chim nha anh em. Đây. Phải cho ngon cái đồ má anh lựa anh mua mà bán. Ờ, nào mạnh tay đâu gỡ cô qua anh cái ơi. Rồi. Con này chút xíu chính mình đưa lên tiếp nha nè. Trong này có ít củ khoai nữa nè. Chưa vàng nè. Nướng ngoài này không vàng lắm. Tiếng xuống ngoài nó quýnh. Con này của em gần chín rồi. Mà bây giờ chín hết rồi nha anh em. Bây giờ mình lên món sóc này với món cua nè. Két luôn anh em. Rồi, lên luôn. Ừ rồi. Cái con sóc này để lại đi ha. Ừ, đem lên luôn đi anh Mậu ơi. Ừ. Đâu coi. Thằng đó nãy giờ đụng nó sai dữ lắm rồi đó nha. Kiểu chỉ là đúng chỉ thiệt luôn mà. Thằng này nó vua phá mồi nè anh em. Bữa này nó bào dữ quá. Chính rồi, hai con đợt rồi. Trong thương rồi, anh em thương hơi xíu. Ô, dần ương rồi nè. Cái gì hết hồn mấy? Con gì á? Con này đang còn trắng nè. Trời. Trắng cái giò luôn đó. Chín rồi. Chín, chín rồi. Con nó là con chín từ đầu luôn á. Chín từ lúc khui rồi đó. Anh em nha, món này mới tuyệt vời nè. Ờ đúng rồi, tôi sẽ dở đi. Chấm muối vô. Nè, em à, đây. Đưa nguyên cái máng lên luôn. Máng không quên cái lộn, cái xí lộn này là anh em này cái chai nha. Tôi nói lộn cái này cái máng. Tôi heo nhiều quá lộn. À. Đưa máng lên luôn. Để anh em nha. À, cái đùi ăn sóc. Ngon quá đừng ngon. Giải dụa nha. Nha. Hồi ngon. Như đang đạch vậy. Ngọt. Thơm. Không, ok. Giờ là tuyệt vời. Nói chung là tuyệt vời. Mai đi tiếp nha. Chết luôn, chết luôn. Buông tay. Mày tiếp nha. Anh em.
Ui, wow, quá bở luôn. Luôn. Trời ơi, thằng ông nào này phóng mỏ rồi nè, phóng mỏ quá nghĩ rằng á cái này rút nó rút cái em rút đi em nóng quá. Muối đâu, muối này nè nhiều nè. Đưa sát cái mỏ ra đây cái coi ăn rồi xong rồi cho cái cảm giác ngọt quá muối hơi mặn. Rồi cái đó bực cửa xuống suối nè anh em thấy suối không? Rồi xuống suối. Ngọt mà, ngọt muối hơi mặn. Cùng. À. Rồi tới anh Huy Sóc. Mời anh em ly bia nha. À. Uống ly bia uống hai lần nha anh em. Uống gì phạt chết luôn à. Quá đã. À, đã quá. Quất. Làm muối đâu? Đùi cua rồi. À. Mời anh em nha. Tủ đâu? Không thấy gì hết. Ra ngoài còn dơ về dợ dặt. Sợ gì? Ok, Đức Mậu với mấy anh em sẽ kết thúc cái chuyến đi săn và sinh tồn buổi chiều ngày hôm nay nha. Mồi mè thì thực ra thì cũng không còn. Không còn gì hết. Tiệt tàn rồi anh em ơi. Hai ba sâu luôn mà bây giờ ao hết luôn. Nè, em trai ở bên Chân Thành nè. Hiệp. Ti ti. Ở đâu? Ở HKT. Chân Thành luôn, vua phá mồi. Con này Huy Sóc, vua bò mồi. Con này hai nhân vật mới nha anh em. Từ đâu tới nữa chứ. Ở Sóc Bông Bo xuống. Núi Sóc Trăng, Sóc Trăng rồi. Mái kiến trắng à. Nói vui thôi, mình kết thúc cái clip chiều nay đi săn. Anh em thấy clip vui hay thì hãy like, share và đăng ký cho Đức Mậu và những anh em tham gia trong cái chuyến đi săn ngày hôm nay nha.